rồi xin chào quý vị và các bạn trở lại với chân là hùng xe hơi à, nhiều bác cũng hỏi em thì uh, bao giờ vinacona ra phiên bản mới hay là giá cả hiện nay đang như nào thì ok video này em cập nhật nhanh qua cái uh, giá bán uh, mức lăn bánh dự kiến và trả góp dự kiến uh, các bác xem video lưu ý giúp em là giá trên dự kiến thì cũng chưa bao gồm khuyến mại chưa trừ khuyến mại, chưa bao gồm phụ kiện tặng kèm thêm do à, một vài quy định về chào giá nên là khi mà mình tham khảo video thì để nhận được cái báo giá tốt nhất thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline để kèm trên màn hình giúp em nhé để bên em có thể báo giá qua từng tỉnh địa phương nó chính xác nhất và cái mức giá khuyến mại các thứ nó sẽ được tốt nhất giá xuất hóa đơn các thứ à, Hyundai Kona bản đặc biệt 2.0 thì hiện nay đang có mức giá niêm yết là 686 triệu đồng lăn bánh tại Hà Nội thì đang có mức lăn bánh dự tính là 737 triệu đồng, trả góp từ 233 triệu đồng. Mức lăn bánh tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ là 724 triệu đồng, trả góp từ 220 triệu đồng. Và mức lăn bánh tại tỉnh địa phương như là Bắc Ninh, Bắc Giang thì sẽ là 704 triệu đồng và chúng ta trả góp tối thiểu chỉ từ 200 triệu đồng thôi. Như em đã nói mức giá trên thì chúng ta chưa bao gồm khuyến mại trừ vào giá bán nhé hay là giá số hóa đơn hay là phụ kiện tặng kèm thì với những các bác mà đang tìm hiểu Kona lần đầu và đang có ý định mua cho mình một chiếc xe súp nhỏ gầm cao mà đi lại trong đô thị các thứ thì thật ra chúng ta cũng đều biết là Hyundai Kona sắp ra mắt phiên bản mới rồi những cái mẫu này thì thường sẽ có cái mức giá ưu đãi khá là tốt và chúng ta sẽ có được lợi về giá khi mua vào thời điểm này cái thứ hai là trong thời điểm sắp tới, khi mà chúng ta uh, có thông tin giảm thuế chẳng hạn thì uh, đây cũng sẽ là một mẫu xe đã áp dụng giảm thuế và không tội gì mà mình không uh, ký đặt hàng tại thời điểm này vì uh, tháng 11 rồi, tháng 12 thì lượng xe uh, em khẳng định luôn là lượng xe ra rất là ít cho nên là mức giá có khuyến mại hay là giá bán có thể co lại nên mình nên đặt cọc trong thời điểm này nếu như đang có ý định mua xe và chờ thông tin chính thức là có giảm thuế hay không Uh, như thế nó sẽ là lợi thế nhất và tiết kiệm nhiều nhất cho khách hàng khi mà đang mua xe vào thời điểm này Đó, uh, Hyundai Kona mà súp cầm cao, đô thị gia đình và bản 2.0 đặc biệt uh, Cũng là một phiên bản đầy đủ cao cấp rồi, uh, mình đi thì vô cùng thoải mái và Có thể nói là từ khi Hyundai Kona ra mắt và Xpander ra mắt thì đánh bật những cái đối thủ như là uh, Root này, uh, EcoSport này uh, đó chuyên về gia đình hơn, chuyên về uh, sử dụng hơn là chúng ta chạy dịch vụ Mà gần như không có xe Hyundai Kona Nào chạy dịch vụ cả, nên là quý khách hàng yên tâm khi mua và chúng ta đang được ưu đãi rất nhiều về giá bán. Uh, cụ thể về khuyến mại như nào thì các bác vui lòng hệ giúp em nhé. Uh, em chỉ cập nhật nhanh qua được một vài đầu xe thôi vì Hyundai uh, họ quy định khá là ngặt nghèo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.